hello các mâm lại là mình đây hôm nay mình xin phép được review một cái loại sữa mới ra của hãng Atamil nó là sữa apta Grow nhá hay là mấy ngày hôm nay thì các mâm chắc là cũng có nghe nói ở trên mạng mọi người hay đồn về một cái loại sữa béo của sữa Atamil thì nó chính là hộp sữa này đây Điểm cộng đầu tiên mình muốn nói đến đó là thiết kế bao bì à, Thiết kế này đã được sử dụng từ cái dòng sữa Aptamil Sensit và lại tiếp tục được sử dụng cho cái dòng sữa mới aptacro này à, Cái việc thiết kế nắp hộp này mình cực kỳ ưng ý bởi vì nó sẽ làm cho hộp sữa rất là kín Và khi mà sau khi sữa đã mở ra rồi thì cái thiết kế này nó giúp cho cái việc bảo quản sữa đã dùng rồi cực kỳ tốt Và hơn nữa bên trong này nó còn có một cái chỗ để mình có thể gác được cái thìa lên Cho nên là các mẹ sẽ không khó khăn trong cái việc là đi tìm cái thìa trong bao bì hộp sữa nhé Điểm cộng thứ hai và cũng là cái chi tiết mà mình cực kỳ đồng tình với hãng, đó là hãng đã chia ra các dòng cho bé từ 1 tuổi trở lên, cho bé 3 tuổi trở lên và cho bé 6 tuổi trở lên. À, thường các hãng sữa khác thì họ chỉ làm những cái sữa cho bé từ 1 đến 10 tuổi, nhưng mà theo cái quan điểm cá nhân của mình thì mỗi một lứa tuổi nó sẽ cần những cái nguồn năng lượng và dưỡng chất khác nhau để cho những cái sự phát triển khác nhau. Vì vậy, hãng Atomil đã cực kỳ tinh tế khi họ đã phát triển ra ba dòng dành cho ba cái lứa tuổi cực kỳ quan trọng khác nhau đó là một 3 và 6 nhá. Đối với cái dòng sữa dành cho bé 1 tuổi trở lên thì hãng đã tập trung phát triển ở đây đó là cung cấp cái lượng protein thiết yếu này và cung cấp những cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cái quá trình phát triển. Thì ở đây mình thấy được là đối với cái độ tuổi 1 tuổi trở lên thì hãng đã tập trung cung cấp năng lượng và mình nghĩ đấy là một trong những lý do mà sữa này được gọi là sữa béo. Tiếp đến đối với cái dòng dành cho bé 3 tuổi trở lên thì hãng lại tập trung phát triển vào cái cấu trúc răng và xương cho bé và một phần là cung cấp và hỗ trợ cho cái việc phát triển hệ thần kinh đối với dòng sữa dành cho bé 6 tuổi trở lên thì lúc này nhà sản xuất lại tập trung hỗ trợ phát triển đó là thị giác và cung cấp nguồn năng lượng cũng như là sắt để phát triển hồng cầu và giúp cho cái quá trình đó là cung cấp năng lượng và giải phóng năng lượng nhé cái điểm cộng thứ ba mình được thấy ghi trên bao bì thì cái sản phẩm này nó là nutrient dance drink tức là sữa dinh dưỡng đập đặc và nó sẽ phát triển cái quá trình trao đổi chất cũng như làm tăng cường cái hệ miễn dịch và cái hệ đề kháng của bé hơn nữa bởi vì nó là sữa dinh dưỡng đậm đặc cho nên nó sẽ giúp cho cái việc no lâu của bé chính vì thế khi uống cái sản phẩm này thì mới đầu mình có được nhận được một số những cái review của các mẹ thì biết được là bé no lâu và giấc ngủ rất là sâu nếu như các bạn cho bé uống cái sản phẩm này vào bữa tối điểm thứ tư và cũng là cái điểm có ở trong hầu hết các loại sữa aptamil đó là sản phẩm này thì có chứa prebiotics và probiotics tức là có chứa men vi sinh và những lợi khuẩn giúp cho hệ thống đường ruột của bé được tốt hơn đồng thời cũng giúp cho bé tiêu hóa được những cái chất trong cái sản phẩm sữa này được tốt hơn nhé khi mà đi nhìn vào chi tiết cái bảng thành phần của từng cái hộp sữa này thì mình thấy được là hãng đã bám rất sát vào cái tiêu chí ban đầu của mình đó là mỗi một lứa tuổi thì sẽ cần những cái nguồn năng lượng và dưỡng chất khác nhau vì những cái quá trình phát triển của các bé sẽ khác nhau à, mình lấy đơn cử như là cái thành phần protein trong cái 100 ml sữa của bé trên một tuổi thì sẽ là 2.9 gam này nhưng mà cái chỉ số này thì nó sẽ là 3.1 gam cho cái sản phẩm cho bé trên 3 tuổi và đến cái sản phẩm cho bé trên 6 tuổi thì cái này nó là 4.2 gram à, như vậy thì các bạn thấy được rằng cái lượng protein có trong 100 ml sữa của ba cái sản phẩm này thì cho bé 6 tuổi sẽ là cao nhất bởi vì mình đều biết được là bé 6 tuổi sẽ cần nhiều protein cho cái quá trình vận động và phát triển nhất Tiếp theo là những cái chỉ số khác như là chỉ số chất béo hay là DHA hay là canxi và carbon thì nó đều khác nhau và mang cái tính chất đó là tăng dần, đó là tăng dần từ bé 1 tuổi cho đến bé 6 tuổi nhá đến cái chi tiết là cái lượng prebiotics đó là cái lợi khuẩn có trong cái hộp sữa này thì mình thấy được rằng uh, cái lợi khuẩn này có trong cái dòng sữa số 1 là cao nhất và cái này nó là 1.8 gam trên 100 ml sữa và cái lượng này nó cũng là nhiều nhất so với tất cả những cái dòng sữa khác của Aptamil như là Aptamil Pro hay là Aptamil Sensis và uh, đối với cái lượng Probiotics này thì số 1 là cao nhất và sau đó là đến số 3 là 1.66 và đến số 6 là 1.55. Và cái chi tiết này thì nó cũng rất là phù hợp đối với từng độ tuổi bởi vì đối với bé mà ở cái độ tuổi nhỏ hơn đó là ở trên một tuổi thì cái lượng vi khuẩn có lợi mà bé cần nó sẽ nhiều hơn bởi vì lúc đấy cơ thể bé chưa tự sản sinh được ra những cái lợi khuẩn để có thể tiêu hóa được thức ăn và như vậy là các bạn thấy được là hãng đã có một cái nghiên cứu rất là sâu sắc cho từng độ tuổi nhé à, các mẹ cho con dùng cái sản phẩm sữa béo đậm đặc này thì các bạn nên nhớ là cách sử dụng của nó không giống với các loại sữa công thức thông thường nhé à, cái cách pha của nó là như sau đối với cái sản phẩm mà dành cho bé trên một tuổi ấy, thì các bạn sẽ chuẩn bị đó là 150ml nước và 6 thì sữa đậm đặc này và như vậy thì các bạn sẽ pha được nó là 175ml cả sữa và nước nhé và các bạn lưu ý là sản phẩm này chỉ nên cho bé được sử dụng nó là một lần một ngày các bạn có thể sử dụng vào bữa trưa hoặc là các bạn có thể sử dụng cho bé trước khi đi ngủ nhé để cho bé no lâu hơn đối với cái sữa 3 cộng thì nó sẽ chia ra là đối với những bé là 3 tuổi cho đến 4 tuổi thì các bạn cũng sẽ sử dụng là 100 ml sữa pha cùng với 6 thìa bột và tạo thành một cái hỗn hợp là 175 ml sữa. À, đối với bé từ 4 đến 6 tuổi thì các bạn sẽ chuẩn bị là 175 ml sữa và pha chung với 7 thìa sữa và sẽ tạo thành một cái dung dịch đó là 200 ml sữa. À, và cái sản phẩm này đối với bé trên 3 tuổi từ 3 tuổi đến 6 tuổi thì các bạn cũng lưu ý là mình chỉ sử dụng cho bé đó là một lần một ngày thôi nha. Đối với bé trên 6 tuổi thì bé từ 6 đến 8 tuổi các bạn sẽ chuẩn bị 175 ml sữa pha cùng 7 thìa bột tạo thành một hỗn hợp 200 ml. Ờ à, đối với bé từ 9 đến 10 tuổi thì các bạn sẽ sử dụng 200 ml sữa pha cùng 8 thìa bột và tạo thành đó là 200 30 ml sữa và các bạn cũng sẽ chỉ sử dụng cho bé là một ngày một lần sữa này thôi nha. Các mẹ nên là cực kỳ lưu ý uh, sản phẩm này nó không giống như sữa công thức thông thường mà nó là sữa dinh dưỡng đậm đặc cho nên là các bạn phải sử dụng đúng theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất nhé. Ờ, trên đây là toàn bộ những cái review của mình về cái sản phẩm sữa Aptamil Grow. thì sau bài review này thì với cái quan điểm cá nhân của mình thì mình cảm thấy sữa này nó rất phù hợp cho những bé nào uh, biếng ăn hoặc là những bé nào lười uống sữa mà bé muốn tăng cân thì các bạn có thể sử dụng cho con thêm cái sản phẩm này là một lần một ngày và cái sản phẩm này thì mình thấy là uh, nó sẽ giúp cho bé phát triển rất là toàn diện và theo từng độ tuổi. cho nên thì đây là một cái sản phẩm mà mình nghĩ là uh, các bạn có thể mua để thử cho con nhé.